Tổng thống Mỹ hối thúc các bang mở cửa sớm. Ấn Độ hồi hương hàng trăm nghìn công dân. Apple và Google cấm sử dụng GPS theo dõi tiếp xúc gần. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các bang nên sớm nới lỏng cách ly, cho rằng sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại nền kinh tế sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều người dân. Phát biểu khi tới thăm bang Arizona, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi chính quyền các bang sớm nới lỏng giãn cách xã hội để nước Mỹ có thể nối lại các hoạt động kinh tế. Ông khẳng định nước Mỹ đang bước sang giai đoạn mở cửa trở lại một cách an toàn, từ từ và đồng bộ. Hiện ông Donald Trump đang rất giao diết trong việc mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ trước tháng 11, Thời điểm mang tính chất quyết định tới kết quả của cuộc chạy đua vào nhà trắng. Sau hai ngày liên tiếp tăng, sáng nay giá dầu ở thị trường châu Á đã quay đầu giảm trong phiên giao dịch đầu giờ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng trở lại đã lấn át tín hiệu lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu. Giá dầu thô biển Bắc giảm 1,1% xuống 30,63 đô la Mỹ một thùng. Trước đó trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu Brent đã tăng 14% và lần đầu tiên vượt ngưỡng 30 đô la Mỹ một thùng kể từ giữa tháng 4. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng giảm 1,9% xuống 24,13 đô la Mỹ một thùng. Giới chuyên gia nhận định các nhà giao dịch đã rất thận trọng trong phiên sáng nay để chờ đợi các phản ứng của Trung Quốc liên quan đến bất đồng với Mỹ về cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, đồng thời bày tỏ lo ngại khả năng Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu mỏ của Mỹ. Quân đội Iraq cho biết hôm nay đã có 3 quả rocket rơi xuống địa điểm bên ngoài sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad. Quân đội Iraq khẳng định đã tìm thấy súng bắn rocket trong cùng với thiết bị hẹn giờ tại khu vực ngoại ô ở phía tây thủ đô Baghdad, hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong và cũng chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này. Thời gian qua, các căn cứ quân sự có quân đội Mỹ đồn trú và các cơ sở khác của Mỹ trên khắp Iraq đã thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát minh ra một loại kim loại lỏng nhẹ có thể sử dụng để chế tạo các thiết bị trong nhiều lĩnh vực. Đây là công trình của các nhà khoa học tại Đại học Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa chế tạo ra một loại vật liệu kim loại mỏng từ composite có trọng lượng chỉ bằng 1 phần 2 tỷ trọng nước, giúp vật liệu này có thể nổi trên nước. Cho dù nhẹ, song loại vật liệu mới này vẫn giữ được tính dẫn điện tốt, tính mềm dẻo cao và có nhiều độ cứng khác nhau. Loại vật liệu này có thể được ứng dụng trong việc phát triển các thiết bị có thể mang theo người và các robot mềm. Một chiến dịch hồi hương công dân khổng lồ đang được chính phủ Ấn Độ triển khai. Các chuyến bay tới 13 nước sẽ khởi hành vào ngày mai, bên cạnh nhiều tàu chiến cùng thực hiện chiến dịch đưa hàng trăm nghìn công dân Ấn Độ đang mắc kẹt ở nước ngoài về nước. Ước tính có 17 triệu người Ấn Độ đang làm việc ở nước ngoài, nhiều người trong số đó đang rất mong mỏi được về nhà với chiến dịch khổng lồ này chính phủ ấn độ quyết tâm đưa công dân đang mắc kẹt do các lệnh hạn chế đi lại trở về nhà việc hồi hương công dân được triển khai bằng máy bay hoặc tàu chiến các đại sứ quán và cao ủy Ấn Độ đang chuẩn bị danh sách công dân, có hoàn cảnh khó khăn để đưa họ hồi hương. Tuy nhiên, họ sẽ phải tự trả chi phí chuyến đi và bị cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh. Quyết định này vấp phải không ít ý kiến phản đối từ các chính khách. Mỗi chuyến bay sẽ có hơn 200 người chưa được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lên máy bay. Như thế quá nguy hiểm. Chỉ cần vài người nhiễm virus sẽ phát tán cho cả chuyến bay, qua đó đem tới một đợt bùng phát COVID-19 mới ở độ. Bên cạnh đó, nhiều người lo ngại rằng các công dân Ấn Độ ở nước ngoài có thể không trả nổi chi phí sơ tán và cần được hỗ trợ. Tôi may mắn có thể chi trả chi phí cho việc hồi hương của mình, nhưng tôi đề nghị chính phủ nên miễn phí hồi hương cho tất cả bởi nhiều người đang vật lộn với cuộc sống vì phong tỏa kéo dài. Hiện khoảng 20.000 công dân Ấn Độ tại Mỹ đã đăng ký sơ tán, trong khi đó lãnh sự quán Ấn Độ tại Dubai cho biết họ đã nhận được gần 200.000 đơn đăng ký. Các cơ quan ngoại giao của Ấn Độ kêu gọi công dân kiên nhẫn và hợp tác với nhiệm vụ hồi hương quy mô lớn mà đất nước đang thực hiện. Apple và Google cấm sử dụng GPS theo dõi tiếp xúc gần hay thịt từ thực vật hấp dẫn nhờ Covid-19 là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. nền tảng cung cấp và hỗ trợ hoạt động thuê và cho thuê phòng trực tuyến, Airbnb thông báo sẽ cắt giảm một phần tư nhân viên, tương đương với khoảng 1.900 người trong bối cảnh dịch COVID-19 đang khiến ngành du lịch gặp nhiều khó khăn. Giám đốc điều hành Airbnb cho biết, việc cắt giảm nhân sự trên toàn cầu là điều cần thiết để công ty này có thể tồn tại cho đến khi hoạt động đi lại và nhu cầu đối với phòng ở trở lại bình thường. Các nhân viên thuộc diện cắt giảm sẽ được cung cấp gói bảo hiểm sức khỏe 12 tháng như một hình thức đền bù. Những nhân viên bị cắt giảm tại Mỹ sẽ được trả 14 tuần tiền lương cơ bản. Apple và Google tuyên bố sẽ cấm sử dụng định vị GPS trong các ứng dụng sử dụng hệ thống theo dõi tiếp xúc do chính hai hãng này phát triển nhằm hỗ trợ ngăn chặn đà lây lan của đại dịch COVID-19. Cả hai tập đoàn đều khẳng định bảo đảm quyền riêng tư và ngăn chính phủ sử dụng hệ thống để thu thập dữ liệu về công dân. Hệ thống sẽ sử dụng tín hiệu Bluetooth từ điện thoại để phát hiện tiếp xúc gần và không sử dụng hoặc lưu trữ dữ liệu định vị GPS. Đại dịch COVID-19 đã có dấu hiệu làm gián đoạn chuỗi cung ứng thịt tại Mỹ, tuy nhiên lại tạo điều kiện cho sự nổi lên của một mặt hàng thân thiện với môi trường khác nhưng vốn không mấy phát triển do chi phí và giá thành cao, đó là thịt làm từ thực vật. Theo Impossible Foods, một công ty Mỹ vừa thông báo mở rộng chuỗi phân phối thịt được làm từ thực vật đến 1.700 cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Kroger. Doanh thu của công ty này đã tăng lên đáng kể từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ. Những người nuôi ong trên khắp nước Pháp đang vui mừng chờ đón một vụ thu hoạch mật bội thu. Và một trong những nguyên nhân góp phần mang đến kết quả này chính là do đại dịch Covid-19. Những người nuôi ong Pháp cho biết đây có thể là một thu hoạch mật bội thu nhất trong suốt 40 năm qua. Gia đình anh Frank đã bắt đầu nghề nuôi ong lấy mật từ những năm 1960. Tuy nhiên anh cho biết lượng mật ong thu được vào mùa xuân năm nay là cao nhất từ trước tới giờ. Thông thường chúng tôi chỉ thu hoạch được từ 4 kg tới 6 kg mật cho mỗi tổ ong. Nhưng mùa vụ này, mỗi tổ có thể cho tới khoảng 20 kg mật. Bên cạnh việc mùa xuân năm nay tới sớm và nền nhiệt cao hơn so với mọi năm thì những lệnh giãn cách xã hội để kiểm soát dịch COVID-19, qua đó giúp giảm tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn cũng như các hoạt động của con người cũng là nguyên nhân giúp loài ong sản xuất được một lượng mật lớn hơn hẳn các năm trước. Đây mới chỉ là vụ thu hoạch mùa xuân thôi đấy. Lần gần đây nhất tôi thấy một vụ thu hoạch tốt thế này là từ tận năm 1976. Tuy nhiên, dịch COVID-19 cũng là nguyên nhân khiến việc tiêu thụ mật ong trở nên khó khăn hơn khi hầu hết các khu chợ ngoài trời, nơi bán hàng chính của những người nuôi ong hiện vẫn đang trong tình trạng đóng cửa theo yêu cầu của chính phủ. Hiện nay, cuộc sống của loài ong cũng được ví như của người tị nạn. Chúng được gọi là những người tị nạn của thiên nhiên khi di cư từ các vùng nông thôn đến các thành phố như Paris điều kiện sống ở một số vùng nông thôn tại pháp hiện không còn tốt cho loài ong bởi người dân đang ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm hóa học